Wow. Xin chào tất cả anh chị và các bạn. Tên tôi là Phan Anh và rất vui lại được tiếp tục hướng dẫn các anh chị và các bạn trong một bài học tiếp theo của chương trình Lên Top Cùng SEO. Dùng SEO để lên top, được chưa ạ? Trong cái chương trình này thì tôi hướng dẫn các bạn tất cả những cái kỹ thuật SEO thủ công, SEO bằng tay, SEO bền vững để mà từ khóa và những cái loại hình SEO khác như là SEO video, SEO địa điểm, SEO file, SEO ảnh của các bạn lên được, đúng không ạ? Và bài học ngày hôm nay có tên là hướng dẫn làm SEO địa điểm hay còn gọi là local SEO. Hướng dẫn làm SEO địa điểm hay còn gọi là local SEO. Thì đầu tiên chúng ta sẽ cần quan tâm đến là SEO địa điểm là như thế nào. Khi mà chúng ta tìm một cái nhà hàng, tìm một cái khách sạn, tìm một cái spa thì chúng ta thấy nó sẽ trả về cái địa điểm. Ví dụ như là tôi sẽ tìm spa ở Hà Nội, đúng không ạ? Cứ enter một cái. Đấy, thì nó sẽ ra ở đây. Ocean Spa, rồi Adora, vân vân, Nhung Spa. Nó sẽ ra cả Google Map, đúng không ạ? Chúng ta nhìn thấy Luxury, vân vân, Ocean, vân vân. Thì cái này chúng ta tạm hiểu đó chính là local SEO hay còn gọi là SEO địa điểm, tức là cái địa điểm của chúng ta sẽ được hiển thị trên Google hoặc là trên bản đồ, nó có cả SEO map, đúng không ạ? Vậy thì chúng ta sẽ phải làm như thế nào? Thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn chi tiết trong cái bài học ngày hôm nay. Vâng, thứ nhất là tôi giới thiệu SEO địa điểm local SEO là gì và hình thức của nó, các cái ưu điểm và hạn chế. Sau đó thì tôi sẽ hướng dẫn cái thao tác là đăng ký bản đồ doanh nghiệp ở trên Google Maps. Và thứ ba là hướng dẫn SEO địa điểm và tối ưu SEO địa điểm. Và thứ tư là tối ưu hình ảnh trong SEO địa điểm. Đấy là toàn bộ cái nội dung mà tôi sẽ chia sẻ với các bạn trong bài học này. Nếu như các bạn có câu hỏi gì thì các bạn hãy liên hệ với chúng tôi ngay để được hỗ trợ, được chưa? Thứ nhất là SEO địa điểm là gì? Tiếng Anh gọi là local, local là tính chất địa điểm, tính chất địa phương, được chưa ạ? SEO thì chúng ta đã biết rồi. Thế thì local SEO được nhắc đến như một cái hình thức là tối ưu hóa thứ hạng trang web theo những cái từ khóa liên quan đến một địa điểm, một địa phương, một cái lãnh thổ vùng miền nào đó. Thí dụ như là đào tạo khóa học và chuyên nghiệp marketing online tại Hà Nội, hay là dạy quảng cáo tại Hà Nội, hay là spa tại Hà Nội, đúng không ạ? Tôi vừa xem đấy, cho các bạn xem, ok chưa? Thực ra local SEO là một cái cách SEO không mới, nhưng mà rất là ít người làm. Và thực ra khi mà tìm ra địa điểm local SEO thì cái hành vi của người mà tìm từ khóa, họ có xu hướng nhấp vào cái snippet, cái meta description của các bạn, tức là cái kết quả trả về của các bạn ở trên Google rất là nhiều, bởi vì cái sự hiển thị của nó rất là ấn tượng và nó cũng rất là chi tiết. Thì tôi nhắc lại là nó không mới, nhưng mà cái sự phát triển rất là mạnh mẽ của nó do cái việc là chúng ta có các thiết bị di động và kết hợp với 3G, kết hợp với Google Maps, rồi kết hợp với tìm kiếm trên di động rất là nhiều. Cho nên là nó thúc đẩy cái hoạt động SEO địa điểm, và cái ý nghĩa, cái giá trị của SEO địa điểm là nó rất là tốt. Tôi lấy thí dụ như là người ta tìm ra cái địa điểm của bạn, bạn chỉ dẫn cho họ toàn bộ đường đi. Đấy, họ có thể đi ô tô, đi xe máy, bây giờ tìm chỉ đường rất là chuẩn, có đúng không ạ? Với cái Google Map ấy, thì chúng ta đang nhìn thấy, chẳng hạn như là cái hình ảnh của Đại học Quốc gia, thì cái này chúng ta hiểu đấy là SEO địa điểm. Hay là cái spa tôi vừa cho các bạn xem, được chưa ạ? Cái ưu điểm của cái local SEO hay SEO địa điểm là gì? Thì cái kết quả trả về sẽ hiển thị bản đồ, hiển thị những cái đường đi, rồi những cái phần mà chúng ta gọi là cái thả ghim xuống cái địa chỉ đó. Và nếu như chúng ta bấm vào đấy thì rất có thể nó sẽ chạy sang Google Map ngay và nó chỉ thẳng đến cho chúng ta. Đấy, nó có thể có tên của doanh nghiệp, có địa chỉ của doanh nghiệp, có số điện thoại của doanh nghiệp, giờ mở cửa nếu có. Điều này sẽ giúp cho khách hàng rất là thuận tiện để dễ dàng tìm thấy những cái thông tin cơ bản và chính xác, cũng như thuận tiện cho việc tìm hiểu và liên lạc. Khi các cái kết quả trả về thì nó cũng có thêm những cái hình thức thể hiện nó mới, được chưa? Rồi thì cái thông tin nó cũng rất là đầy đủ, cho nên là cái cơ hội chuyển đổi thành visitor là rất là tốt, hoặc là
và từ visitor, tức là từ người xem web, chuyển thành khách hàng cũng rất là cao, bởi vì khách hàng cũng có nhu cầu tìm kiếm chính xác về doanh nghiệp. Ví dụ như là bạn muốn học chạy quảng cáo một cái khóa Facebook hay là online marketing thì các bạn có thể học với chúng tôi, đúng không ạ? Đấy là tôi nói là về mặt giới thiệu. Thế nhưng mà bạn tìm ở trên Google thì bạn thấy ngay một cái địa chỉ của một cái khóa học về Facebook, về Google, về sale, thí dụ như vậy, đúng không? Thì nó có địa chỉ, có số điện thoại và có bản đồ đưa thẳng đến trung tâm đó, có website thông tin thì cũng rất là tốt. Đấy, spa, nhà hàng, tất cả những cái sản phẩm hoặc dịch vụ có tính chất địa điểm các bạn đều có thể sử dụng được. Thí dụ như là siêu thị, đúng không? Khách sạn, đấy, kiểu kiểu như thế, resort. Rất là tốt các bạn nhé. Về mặt hạn chế thì kết quả trả về sẽ bị mất cái phần mô tả thông tin, giống như là các cái kết quả web thông thường mà chúng ta vẫn thường thấy, bởi vì cái format, ý tôi muốn nói là cái định dạng hiển thị nó khác. Cái định dạng hiển thị của local sale là nó không có cái phần mô tả thông tin, được chưa ạ? Và bản đồ. Nếu website của bạn không đủ mạnh hoặc là độ tin cậy không cao, đấy, kết quả tìm kiếm trả về có cả hai yếu tố kia. Nếu như trang của bạn đứng top 1, cách làm là như thế nào? Thì cái phần thứ hai chúng tôi sẽ hướng dẫn chi tiết cái cách làm cho chúng ta. Thì việc đầu tiên chúng ta muốn làm thì chúng ta sẽ phải đăng ký bản đồ doanh nghiệp lên Google Maps. Cách làm như sau, được chưa ạ? Trước khi muốn đăng ký được bản đồ doanh nghiệp trên Google thì chúng ta cần phải có tài khoản Gmail. Bởi vì Google là nó sử dụng là một tài khoản Gmail cho tất cả các dịch vụ của Google, thí dụ như YouTube, đúng không ạ? Blogspot, Google Business hay là My Local Business. Rồi thì những cái dịch vụ khác như là Plus, đấy, vân vân, thì chúng ta đều sử dụng Gmail. Nếu các bạn có Gmail rồi thì các bạn đăng nhập Gmail của bạn và các bạn đăng ký tài khoản. Còn nếu mà các bạn chưa có Gmail thì các bạn việc đầu tiên là phải tạo ra cái tài khoản Gmail đó. Và sau đó thì bạn bắt đầu là đăng ký, được chưa ạ? Bạn phải có logo hoặc hình ảnh đại diện doanh nghiệp, một cái bức hình mà đưa lên đấy, được chưa ạ? Một cái địa chỉ dạng là địa chỉ thật để Google sẽ gửi đơn xác thực qua đường bưu điện và thời gian xác thực khoảng 1 tháng. Thì hôm vừa rồi tôi vừa làm nhập cái mã code đấy, nó có một cái mã code 6 số. Nó gọi là G-code đấy. Nó gửi một cái lá thư vào Google, thường là Google Malaysia sẽ gửi về Việt Nam. Hôm nọ tôi vừa nhập cái mã đấy vào cho một cái khách hàng của tôi. Thì tôi cũng muốn nhấn mạnh cái việc đó cho các bạn. Đăng ký hoàn toàn miễn phí, rất là thao tác cũng rất là dễ. Một là các bạn vào theo đường link tôi hướng dẫn là google.com.vn/invite, đúng không ạ? /v/business các bạn đang nhìn thấy ở trên video ấy. Hoặc là các bạn nhấp vào slide, được chưa ạ? Đăng nhập vào. Hoặc đơn giản nhất là bạn sẽ lại dùng Google để tìm cái đó, được chưa ạ? Ví dụ bạn search là đăng ký bản đồ doanh nghiệp hay là My Business Local, đúng không ạ? Đấy, hay là doanh nghiệp của tôi, kiểu kiểu như thế. Thì khi mà chúng ta nhìn thấy cái thông tin này là chúng ta đã biết là chúng ta sẽ phải làm gì rồi, đúng không? Ok, sau đó thì các bạn sẽ đăng ký địa chỉ trên Google là bằng cách là chọn loại doanh nghiệp. Thí dụ như là mặt tiền của cửa hàng, nếu bạn là shop bánh, rồi tiệm cà phê, rồi thì quần áo, đúng không ạ, công ty, rồi thì siêu thị, vân vân, đấy, kiểu như thế. Khu vực kinh doanh, giao bánh pizza, dịch vụ taxi, sửa ống nước, thương hiệu, sản phẩm, đội thể thao, nhóm nhạc, vân vân. Tức là ở đây chúng ta đang chọn cái danh mục mà chúng ta làm, bởi vì Google yêu cầu bạn phải làm như thế để nó chuẩn hóa dữ liệu, được chưa ạ? Bước số 3 trong cái quá trình đăng ký địa chỉ trên Google, đấy là gì ạ? Chúng ta sẽ điền thông tin vào cái form mà Google hiển thị ra, như quốc gia này, đường phố này, thành phố này, tỉnh thành phố, mã bưu chính này, số điện thoại của doanh nghiệp. Số điện thoại này có thể là số cố định hoặc là số di động đều ok, được chưa? Mã bưu chính là 10.000, nếu mà bạn nhập 10.000 không được thì bạn hãy nhập 100.000,